26 tỷ đồng cháy vé ngày mùng 1 Tết. Tính đến hết ngày 22 tháng 1, tức mùng 1 Tết, phim Nhà bà nữ của Trấn Thành thu hơn 26 tỷ đồng. Nhà bà nữ lập kỷ lục phòng vé về phim phát hành mùng 1 Tết. Sau một ngày ra mắt, Nhà bà nữ tạm dẫn đầu cuộc đua phòng vé Tết này. Đứng thứ hai là phim Chị em 2 thu hơn 6 tỷ đồng. Trong mắt, các phim ngoại không đấu lại phim Việt. Mở màn ấn tượng, Nhà bà nữ được một quản lý truyền thông dự báo sẽ thu khoảng 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu hiệu ứng chuyển miệng sắp tới thiên về tích cực, Nhà bà nữ có thể hy vọng cao hơn bởi Bố già, phim 400 tỷ đồng của Trấn Thành cũng tăng dần doanh thu nhờ gây sốt. Phim cũng đạt đỉnh doanh thu ở những ngày chiếu sau chứ không phải ngay đầu. Trước khi Nhà bà nữ ra mắt, nhà sản xuất công bố lượng vé bán trước lập kỷ lục. 30.000 vé bán được tính đến chiều ngày 30 Tết, tức ngày 21 tháng 1, khi phim chưa ra rạp. Đây là con số cao kỷ lục dành cho một phim Việt chiếu Tết. Dàn diễn viên trong Nhà bà nữ đều hợp nhân vật của mình, vừa vặn hóa thân, thể hiện vai diễn. Phim quy tụ những cái tên gạo cội như nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu, nghệ sĩ nhân dân Việt Anh, bên cạnh các gương mặt tên tuổi Trấn Thành, Lê Giang, Khả Như hay Song Luân. Tác phẩm mang đúng tính chất bộ phim gia đình, đem xung đột khoảng cách thế hệ và các vấn đề xã hội lên phim. Mâu thuẫn giữa các nhân vật cũng được xây dựng tuân theo mô típ của thể loại này. Vì vậy, Nhà bà nữ dễ tạo được nhiều va chạm, dễ khai thác sự đồng cảm của người xem. Tuy nhiên, bộ phim lại bị đánh giá là rơi vào cái bẫy ồn ào, thoại phim quá nhiều, quá dài, Trấn Thành đam mê, việc đầy cảm xúc cao trào thái quá, lấy nước mắt đổi cảm thông của khán giả. Chưa kể, điểm cỡ nút hồi 2 không được làm tới, dẫn đến cao trào hồi 3 hơi vội. Thượng đế tại rạp dễ xúc động trước những dung cảm phim tạo ra về cuộc sống. Nhưng ở mặt khác, việc lạm dụng giải phóng cảm xúc cũng là biểu hiện bất lực của biên kịch trong việc chinh phục người xem bằng hành động. Cắt lớp kịch bản, hồi cuối Nhà bà nữ đâu đó vẫn mang hơi hướm rượu cũ, chẳng qua được thay bình mới. Biến cố có phần dễ đoán, từng được sử dụng trong không ít concept điện ảnh, đặc biệt là dòng phim chính kịch về tình yêu, gia đình.